quảng cáo anh em ơi. Ok, hiện tại bây giờ mình đang có một cái shop khác, đó là shopmonsu.com. Anh em có thể truy cập đường dẫn hoặc là có thể lấy link ở dưới phần mô tả của video để truy cập vào shop app của mình để tìm kiếm những cái app game mà mọi người mong muốn bán. Hiện tại bây giờ shop app của mình có khá là nhiều loại game nhưng đa số chỉ là OMG và Q. Ở đây chúng ta có phân loại game, có server chơi của nó và cách giao dịch là bằng cạc hay ATM hay là chuyển khoản. Các bạn có thể bấm vào đây để lọc app. Đấy. Khi các bạn muốn mua app và tìm app mà muốn, các bạn có thể click vào cái app đó và trong cái bài viết đó sẽ có đầy đủ thông tin về app này, ví dụ như giá cả này, máy chủ này, server chơi này, cách thức giao dịch này, link của người bán và số điện thoại của người bán. Anh em có thể liên hệ vào số điện thoại hoặc là link Facebook của người bán để có thể hỏi mua app. Ở bên dưới thì có hình ảnh gọi là sơ qua về cái app của họ. Đấy, đấy là những cái thông tin cơ bản về một con app. Đấy, còn anh em nào mà muốn đăng bán app lên shop app của mình, anh em có thể liên hệ với Facebook cá nhân của mình với một giá một con app đăng lên shop là 20k. Anh em sẽ cung cấp, mình sẽ yêu cầu những thông tin app và anh em sẽ cung cấp thông tin và mình sẽ đăng app của các bạn lên shop của mình. Ok. Chơi team khác cái như cứt luôn. Đấy tông đờ ở đâu? Tôi cho quán cắt mà. Ok, chào Minh Nhật Châu nhá. Vãi thật sự. Bán máu ấy, đi, mà đoán mà chưa bán máu. Nhất quyết phải trận top 1 mới được. Ok. Bán máu. Bán máu chỉ cần một tướng thôi. Mình mày cân tim đi. Đầu được đấy. Tôi mà cứ khen thừa. Cứ khen thừa tôi ngại thế. Mẹ mình được xếp hạng cuối rồi ạ. Mừng thật sự. Nuôi tướng đỏ nên đột phá hay giáp tỉnh trước vậy Mon? Tướng đỏ đột phá giáp tỉnh trước, mình nghĩ là kêu ý. Tướng đỏ à? Tướng đỏ thì mình nghĩ là lúc nào cũng phải lên chân rồi, lên chân hiệu ứng của nó tốt hơn. Nhưng mà cứ phải cộng 12 trước. Cộng 12 xong nâng chân luôn. Hôm trước mở 300 dương mở được cái full liệt thiên. Hôm nay mở 300 dương mở được full liệt thiên anh. Ôi, định mở được liệt thiên hay không là do nhân phẩm của bạn chứ sao lại bạn lại hỏi mình. Mình mà biết ngày nào mở ra liệt thiên thì định mệnh nó lại ngon quá. Ui nó lại định mệnh phê thật sự. Ông hỏi toàn câu hỏi khó này, mẹ ông nào trả lời nổi rồi. Mệnh bây giờ ngày nào mở ra liệt thiên rồi đi hỏi tôi đi mệnh vãi cả hỏi tôi mà biết tôi làm còn lâu giàu mẹ rồi. Chơi luôn kim sách được không anh? Kim sách là sao bạn hỏi ở đây hay là bạn hỏi ở bản thường hay là bạn hỏi auto chat? Mà trước tiên là phải có không đã. Kim 16 á, từ đây tôi đang định bán máu và lên 16 đây nhưng mà biết có lên được không? Mở 250 dương nó cho ra một món phẩm 16. Nó phẩm 16 thì đấy là cái gì? Trời đủ. Phẩm 18-20, 18-19 hay là 19-20 nhỉ? Thì người ta mới cần chứ. Chứ phẩm 16 thì ăn thua gì? Phẩm 16 đổi được mà. Có đồ là được rồi. Giờ mẹ tụt xuống tận cái mức là mẹ có là được rồi. Nó thấp đến mức vậy luôn rồi.
Cái gì vậy, định mệnh mình xích hai con Văn Lương ở con vua cấm mà nó làm hai con vua cấm nè, khiếp bạn. Em mới 450 dương ra một mũ kim long một liệt thiên, con nào đỏ trước thì dồn đam chính, nếu được thì kim luôn, toàn tích một tháng mở một lần mà. Ui tôi trả vào tích nhé, tôi quất luôn. Mày có mấy dương mở mấy dương, mẹ nó bực mình, tích tích cho tôi ghét rồi. Tôi hay thế lắm, tính tôi kiểu vậy, mày, tôi không tích được cái gì, tôi ngứa tay vào tôi quay chả tích luôn, khó tích đồ. Ngày nào tôi cũng vào shop tôi làm lần xong tôi reset phát xong tôi quay hết luôn. Tốn sách mạnh không anh? Tốn sách yếu bạn. Mặt tướng đợi đây từ chiều. Ôi nhỉ, ông lại điều. Dù dù anh em dùng túi cấm gì? Mình dùng kháng tả từ bạn. Mình cũng muốn đang muốn chuyển túi cấm khác nhưng mà mình chưa nghĩ ra. Chung là chuyển túi gấm nó cũng dễ mà, lên cao thì chuyển nó dễ không, nhưng mà không biết dùng túi gì. Căn bản ở trong server của tôi chả sợ thằng nào cả. Server của tôi bây giờ có mỗi thằng top 1, thằng top 2 là tôi với thằng top 3. Thằng top 3 nó dùng quần. Đấy, thì bình thường tôi cũng không dùng kháng tà từ thì nó cũng không ăn được tôi rồi. Xong rồi bây giờ tôi cũng chả biết kháng cái gì, cứ kệ để đấy. Còn thằng top 1 thì nó đang hơn được chứ tôi hơi nhiều, chưa ăn được. Nhưng mà top 1 thì tôi cũng không gặp nó nhiều trong các bảng, trong các cái gọi là các cái PK hoạt động. Tôi gần như tôi ít rất ít thằng tôi gặp top 1 save tôi. Toàn gặp thằng top 3 thôi. China update kim thần binh chưa bạn? Update rồi bạn. Chưa thấy kim ý bên chat thôi. Kim ý bên chat có rồi. Bạn không gặp thôi như tôi gặp nhiều, nhưng mà trận đấy tôi không hạng cao, tôi không quay thôi. Anh ơi đầu game chưa tương ý được không? Thật ra là được bạn, bởi vì đầu game người ta vẫn dùng hạo đôn mà. Dùng mình hạo đôn thôi, không dùng Trương Liêu. Thì họ vẫn dùng... Ủa thì chết rồi. Sao mình dùng hai tướng ở cái turn này nhở? Này có ăn được cái kèo này không ấy? Hỏi thật. Úi dồi ôi, thôi xong rồi. Mẹ, thấy 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 mẹ đéo 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 có mùi thì mẹ sống sót rồi. Mẹ như này ngồi nói chuyện đéo để ý ạ. Trời đụ. Quay lại nhìn thì thấy choáng mẹ rồi. Đen thế à? Ám thì chưa, ám tính tính ra mới có ấn ngựa này, mới có ấn ngựa này, có bảo vật này, đấy là lên ám thôi. Đi con mẹ ngủ nói chuyện quên sư luôn, mẹ mua tướng luôn, khó chịu thật sự. Trang bị đúng là trang bị mới có ấn ngựa với lại là bảo vật thôi, ở lên ám rồi. Anh tính chơi Call of Duty không? Không ạ, như thằng khói nó rủ để nó live stream thì bắn với nó thôi chứ live thì không live. À, kim thần binh không biết bao giờ có, tôi cũng chả biết nữa. Cái đấy thì kệ, bảo ra thì ra ấy, mà tôi cũng không có hóng lắm. Văn Ương xong lại còn cả Lữ Mông nữa. Ý chúng mày làm sao? Mày mồi chài cái gì ở đây nào? Cho cái đá này cút hết đi. Đá này có bán một phát hết đi thì lên được không? Lên được cái gì không? Lên được.
À, vẫn là 5, 50. Hợp lý. Ngoài OMG anh còn chơi gì game gì nữa? Mình chơi nhiều không ạ? Biết đâu mẹ up hai con này nó lại ngon kèo lại đỡ hơn ý. Đỡ mất máu nhiều hơn thì sao, phải tự tin. Ủa tôi bỏ mẹ rồi, chết mẹ mất một con rồi, hay quá. Tưởng ăn được một con nữa tính ra lại cũng không ăn được à. Khi nào thì nên up đồ giám chiến hồn với anh? Up được thì up luôn đi chứ bạn, còn phải đợi chứ nữa bạn. Đợi khi nào nữa? Có khả năng up là up luôn. Chết dần dần thôi. Anh bán máu à? Ừ bạn. Định mua siêu giảm giá up kim thần binh mà xong sau mua lễ không dùng thì phí. Định mua siêu giảm giá up kim thần binh mà sau mua lễ mà không dùng, mua lễ không kiểu gì cũng phải dùng đấy, trước sau gì cũng phải dùng thôi, nhưng mà mình nghĩ là lên 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 ám chắc là không cần đến 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 thần binh đâu, lên ám chắc chỉ cần nguyên liệu thôi. Hai kia nó cũng vậy mà, nó kêu nhỉ. Ô thì mạnh mày cũng dùng văn hương à? Trùng hợp thật sự. Sau mùa lễ à? Chưa một đội hình định mệnh nó không vào cái gì với cái gì này. Không có một cái gì gọi là liên quan đến nhau đâu này. À đâu, nó vẫn có liên quan, thế nó mới hay chứ. Vô lý. Thôi thế mà mình vẫn được một một team khóa kỹ, một team lá chắn ạ. Hay nhỉ. Một tiếng rất là lung tung luôn. Bên kia có cả quan vũ rồi không choáng ai. Nó lại bút đầy máu ở tim nó, mẹ thằng hư, chửa thì nó chắc phải cứng lắm đấy nhở, đồ giáp ra một cục mất mà đánh nó không biết tụt máu kìa. Nào, tân bot nào. Hello anh, bye anh, bye là anh làm team 6. 6 thằng có choáng đi, 6 thằng có choáng. Trương Cát, Hứa Chử, Mã Siêu, Tào Tháo nữa hả? Không ai nữa. Lưu Bố ai nhỉ, ai có choáng ta anh ơi. Chơi OMG bao khi không nạp tiền có mạnh không, bạn có thấy cái game nào mà không nạp tiền mà mạnh được không? Vậy tính ra tôi mới tính được có 5 năm con tướng có choáng. Giả hủ, giả hủ, giả hủ là 6. Hợp lý, định mệnh. À còn có cả thái, thái sử từ nữa. Cũng 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 nhiều mà. Mà cả thái sử từ nữa cơ mà. Ôi địch mạnh một đồ giáp ạ. À.
file game. Game thế này có quá đáng không? Hây. Chán. Chán thật sự luôn. Mẹ nó cho mình đồ như thế thì. Game MOBA nó là kỹ năng rồi, game đấy thì nó không làm gì. Nếu có ngày mà OMG hết thời thì anh tính sẽ chơi game gì? Lúc đấy thì tính mà, tính sớm làm gì. Tí nữa xem tổng nguyên liệu áp hợp kích tướng đỏ nha. Ờ, cũng được bạn. Yes, ăn ngay. Ăn ngay, địt mẹ. Nào, biến đi. Cút. Kèo này có vẻ thơm hơn rồi đấy. 50 tiền tích tiếp. Anh có định làm về Call of Duty không? Không bạn ạ, mình không tính làm game đó. Hứa chữ mà ví dụ như hai con hứa chữ chân mẹ phun đồ tanh là nó cũng gọi là khủng khiếp ấy. Tỷ lệ choáng nó cao hơn này, vậy là khả năng chống chịu của nó tốt dã man luôn. Hôm trước tôi gặp mẹ thằng cầm hai con hứa chữ tanh thảm bại cái tay nó không làm gì được, nó chả có cái duyên quái gì hết, được cái là team nó không chế nhiều, thế là toàn ôi rồi ôi chơi điêu thuyền mà lại không chơi quyến rũ ạ. À? Đấy chơi à, định mạnh chơi giảm nộ ạ, à, chơi warlock. Được. À cũng đéo phải. Nó lại có cả warlock, có cả khóa kỹ xong rồi đi mẹ cả lá chắn xong rồi bên này lại có cả định mạnh quyến rũ nữa. Thế mà mẹ nó trâu quá luôn. Thì nó cũng chả vào cái gì với cái gì luôn ạ. À. Thế mà vẫn ăn được mình, giỏi. Mà sao nãy giờ tôi không ra con tướng đỏ nào vậy? Sao nó hay vậy? Ôi trời tịt mẹ. Không ra một con tướng đỏ nào luôn. Vô lý thật sự. Không ra một con tướng đỏ nào được thì cũng để level 5 rồi. Mấy tơn rồi. Đen thế à? Ngán ngẩm thật sự đấy. Đồ đã không có rồi. Đồ được 3 món cùi bắp ạ. Trời ạ. Sao có thể như thế được rồi chứ. Tí like OG 3 đi. Tí chắc mình nghỉ luôn. Tiệm cắt tóc mở rồi à? Không, nó mở chui vậy. Tới level 6 thì roi xả đi. Cái đấy thì ai chả biết bạn. Bán máu không xả thì để lúc nào mới xả nữa. Chả mẹ định chết thì mới xả tiền à. Quá lạ nhỉ, còn có 10 tiền thì đéo biết thì có trụ này nổi không. Trời ơi. Ra cắt lượng. Quách ra. Quách ra. Không biết thay con nào hợp tí. Địch mạnh không sống mà lấy tên lấy đồ. Địch mạnh sẽ cũng đâu, tên mình vẫn trước nó một tên nữa. Ô, ở quên đóng băng, ở quên hóa thạch. Nhầm. Tem không có đồ nữa, cái đéo phải đánh không biết. Nghĩ nó ức.
Mày không gạt nốt nó đi. Cố mà trừ lên tí nữa. Tôi trừ thêm ngụy đúng không? Tuần này là tuần đồ. Ờ, thế thì nó sẽ thoải mái hơn một chút. Quan Vũ nữa này. Trương Phi hơi trừ Lưu Bị. Lưu Bị. Uầy, thú vị thật sự. Trong nước mắt. Không, con Lưu Bị sẽ hơn con Lữ Mông là rất nhiều luôn. Mà tại sao mình cứ phải giữ nó nhỉ? Tại sao mình lại cứ phải giữ nó cơ chứ? Nhảy đi em ơi, choáng đi em ơi. Thôi thì mẹ phế vật rồi. Mà đỡ hơn rồi đấy. Lưu Bị này chắc chắn phải ngon hơn. Mà tại sao lại cứ giữ định mệnh giữ cái đéo gì? Không. Còn nữa thôi. Phun thục à? Ui mẹ, có thằng Dương huyết chủ. Trời đụ. Trời đụ. Ui sao mình cứ xách con Quan Vũ vào chỗ nào thì bên kia sẽ có một con tam hoàng dọc của chỗ đấy à? Sao mà nó có thể trùng hợp ngẫu nhiên được đến như thế cơ chứ? Vô lý. Ui mẹ ăn đi. Tim bạn ơi, vào mà húp. Này tìm mẹ con Lữ Bố này, con nên bán không ta? Mẹ cầm nó thì run run tay kiểu gì? Nào, một con thôi. Ui, điếu mẹ nó. Phá lột, định tách con hứa trừ ra, kéo tách được rồi. Nó lại làm nên con nữa, nó mới buồn chứ lại. Hay à. Thôi, mình cùng lắm mà thua, có gì đâu, cứ để tiền đấy. Thua thì thôi. Còn Vũ S1 thôi. Còn Vũ S1 thì con này choáng hay hơn này. Còn Vũ full công, không dám để S1 đâu.
Hứa Tử này phun 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 tanh, tôi còn dám để S1, để Quang Vũ S1 dễ gãy lắm. Ôi trời trời, mày dính là dính không chết đâu chứ. Qua. Địch mệnh lên tanh còn tướng chuẩn bài nó mang luôn. Hợp lý. Hợp lý thật sự. Quan Vũ cày thế nhở, thiếu đúng một tiền ạ. Cứ khóa như thế này thì bao giờ mà tôi xuất 16 chân ta. Một con thì mất bao giờ mới đủ. Cái mẹ ơi. Choáng. Mẹ choáng một con thế này. Chữ Vân không đố. Hay quá em ơi. Hay quá em ơi. Hay. Cái đi mỏi mà. Không nghe, mẹ bình tĩnh nha. Chuyện đâu còn có đó. Cứ từ từ. Cứ từ từ. Mình chỉ thua nó một thứ thôi. Mình chỉ thua nó đồ thôi mà. Sao? Ở tân tân tốt mà. Sao đâu. Cứ bình tĩnh. Đâu còn có đó. Không bỏ. Không bỏ một cái gì hết. Yên tâm. Anh em tin tôi. Tôi là tân boss mà không không phải sợ. Thua là được. Tôi chỉ cần một ít đồ công cho con Triệu Vân thôi. Thì mày bọn này chết với tôi. Không có đồ công rồi. Em kèo team 6 choáng đi anh. Tôi không cả, tôi không cả. Ngọc đồn hết tôi đấy. Dương Trần làm kèo 6 choáng đi anh. Ok, cảm ơn bạn Dương Trần đã đồn hết nha các bạn nhá. Để nhưng mà mặt tơ này đã hết mã trận rồi. Tơ này đã là hết sứ rồi. Hết hiệp rồi. Không làm một trận nữa đâu, không đủ thời gian. Trừ khi trận này tôi thua luôn này. Ui, ra cái lượng thế giới. Ui, thì mẹ còn buôn nốt thêm quả nữa. Ui, thế bạn ăn tôi bằng cái gì? Bạn lấy cái gì để bạn ăn tôi? Lấy cái gì để bạn quạt tôi à? Trời ơi, tôi ở đây tôi là... Không, đừng gái nào, định mạng. Đừng gái. Đâu còn có lo, đừng gái, cứ bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Gái làm cái gì? Gái thua đấy. Xong rồi định mệnh bây giờ mình giữ cái đéo gì. Đi con này. Liều. Ui Quan Vũ. Ui. Ui. Ở đây 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 đây. Ôi địch mệnh. Không chết đâu.
Không chết, không chết. Không chết à? Cố lên, cố lên. Một thằng 16 và thằng 11 điểm thôi mà, cố lên. Chỉ nghĩa mình thua một trận mà không giết được con nào của nó thì mẹ thảm bại quá, 9 điểm là ít nhất phải được 3 con chân. Nó còn sống 3 con chân thì mình mới chết. Đấy, như thằng này nó có được 3 con chân đâu. Ăn được, thì mày không choáng ngay luôn, mày làm gì đây. Thằng này cũng đấy. Ui, sự con giặc khắc lượng, đỉnh, tôi thể luôn. Ê ôi, sao tôi có thể chiêu bộ vào thằng giặc khắc lượng về team tôi nhỉ? Đánh hay dã man luôn, khóa kìa. Trời ơi, vá quả nào là chất lượng quả đấy ạ. Ui, đỉnh mệnh hay. Trời ơi, nào, nào. Vào đi bạn ơi, vào đi bạn ơi. Lên. Gì. Mà trời ơi, trận cuối nó phải như thế. Còn mẹ. Giờ mua thì bao giờ mới tích cực ta? Thơm nữa mà. Nhưng mà các ông biết tôi đang bị lỗi gì không? Tôi bật nhạc bản quyền nãy giờ luôn. Nên là nếu như tôi lấy video này về để tôi làm lại, để tôi đăng video ấy, thì tôi sẽ phải tắt toàn bộ tiếng, xong rồi tôi sẽ phải quay video. Tôi phải ngồi tôi reaction. Không là bị nhạc. Ui, sao cái lượng của nó cũng thế giới vậy? Ui, định mẹ con ra cái lượng của nó thế giới hơn ra cái lượng của mình nữa. Quang Vũ mình để ở đây. Trương Phi, Quang Vũ để đây. Nó sẽ khạc vào cái hàng này, vì hàng này có con... Không biết, nó đâm vào cái hàng có con tướng gì nhỉ? Con nào mình là con mạnh nhất team nhỉ? Con Vũ à? Hay là mã siêu? À không, Quang Vũ. Có thể không có đổ. Nếu nó có khóa vào đấy thì mình còn đỡ là con Triệu Vân. Không, mình phải để con ra các lượng trước cho nó hóa thạch trước, đúng không? Đúng, đúng phải rồi. Con Quan Vũ này là đi mẹ con địch mạnh chủ đam này, nhưng mà phải né con ra các lượng ra, né con ra các lượng của mình ấy. Ui, cho nói đúng rồi, hóa thạch. Ui, sao mày hết thế giới rồi này, mày sang thế giới bên kia hết rồi à? Ủa thôi, còn mù chứ. À, định mệnh. Thì ra là Triệu Vân team mình là đam chính á. Không sao, thế lại càng đỡ. Chả sao rồi. Thế cũng được. Thế cũng được. Mỗi tội mình đang bị mù á. Định mệnh. Ăn đây. Giờ tôi mới gái này. Định mệnh vẫn làm một trận nữa. Giờ tôi bắt đầu tôi gái này anh em. Sợi độ, nó phải như thế.